Này, cái gì có thể thay đổi, cái nhan sắc là không bao giờ thay đổi. Dạ, em chào chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Em chào chị Tô Nha, em chào chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Thị Lệ Trinh, năm nay em 28 tuổi. Hiện em đang có hai bé, một bé trai 5 tuổi và một bé gái 9 tháng. Cái lần đầu tiên khi mà bạn biết mình mang thai nó là như thế nào? Hôm đó là em có cảm thấy trong người bất thường, khó ngủ rồi bồn chồn. Nhưng mà em chỉ là nghi ngờ thôi. Thế là em mua que về em thử. Cái chuyện mà em nghi á, bà nó mít được với cái mà em đang đợi mong á. Trời là cái nỗi nghi đó nó lớn. Nó lớn đúng không? Dạ. Nhưng mà em thử que trước 3 ngày luôn đó chị. Ủa là sao em? Thử que trước 3 ngày. Là em chưa hề đến cái kỳ kinh kế. Dạ dạ đúng rồi. Là em đã đi thử rồi. Dạ. Và thử hai quạt đó chị. Khoan, lần này có nghi que có vấn đề nữa không? Dạ không chị. Đó, lâu lâu tôi cũng phải tìm được một cái người tiêu dùng mà có niềm tin vào sản phẩm như vậy. Mà cái mà em không nghĩ là chồng em nói em là nói xạo. Ủa là sao? Là anh chồng lại có một cái phản ứng rất là ngược. Dạ. Làm gì có? Dạ đúng rồi, làm gì có, không có đâu. Ủa tại sao anh nghĩ là không có đâu? Em không biết tại sao nữa nhưng mà cứ cười cười xong rồi nói là chắc nói xạo. Xong rồi cứ hỏi đi hả là thiệt không? Không phải đâu, không phải là người ta không tin nhưng mà rồi. Vì người ta vui quá. Đúng rồi, đúng rồi. Người ta không dám tin đó là sự thật. Chính xác, tại vì sao với một cái người hổng tin á là người ta sẽ né tránh luôn, kiểu đúng cái không có đâu và người ta đi mất tiêu, người ta đi đến một nơi nào đó. Còn ở đây là thiệt ra là như một kiểu chống chế. Chứ không có đâu, giống như là tự trấn an bản thân mình á, để nếu mà em bé chưa có tới thì kiểu như là mình cũng đừng bị hụt hẫng á. Dạ. Nhưng mà cũng không kềm được nỗi sung sướng cho nên cứ đi theo, thiệt không? Rồi thiệt không? Rồi vậy hả? Đó cứ vậy đúng không? Dạ dạ đúng rồi chị. Đến khi là em nói là thật, em nói thiệt thì anh mới tin. Có đi kiểm tra lại cho nó chắc chắn không? Dạ, em có đi khám, anh chở em đi chị. Tới lúc đó người ta mới tin. Người ta mới tin. Đúng rồi, bác sĩ nói thì mới tin đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sau đó cái câu chuyện mà ảnh hỗ trợ em trong cái quá trình mang thai nó như thế nào? Dạ, ảnh thì ảnh lớn tuổi hơn em cho nên là ảnh có rất là nhiều kinh nghiệm từ việc chọn thuốc bổ thai cho đến là cái việc ăn uống như thế nào, ảnh rất là kỹ. Nhưng mà cái sự kỹ lưỡng của ảnh á, lúc đó em tận hưởng theo kiểu là rất là dễ chịu, rất là thư thái và rất là gọi là cảm thấy rất là hài lòng, hay cái sự kỹ lưỡng của ảnh nó đến cái mức mà em cảm thấy trời sao mình bị ngợp luôn vậy, mình cảm thấy là mình bị căng thẳng theo cái sự chăm sóc này. Cảm giác của em thế nào? Cảm xúc của em là nó hơi khó chịu đó chị, tại vì ăn không có được ăn thoải mái, ảnh sợ là bụng to sẽ bị rạn. Tức là phải ăn theo cái thực đơn của ảnh đưa ra. Dạ đúng rồi. Không được ăn cơm nhiều, ăn đồ ăn nhiều thôi. Có nghĩa là mình biết rằng là sự chăm sóc này dành cho mình là tốt. Dạ đúng. Nhưng rồi. Mà cam tâm thì mình cũng không có cam tâm. Dạ. Mình cảm thấy là cũng trong thời gian bầu bí thì mình thèm rất là đúng nhiều rồi. Thèm bất nhân lắm chị. Không có những cái cơn thèm ngang ngược, chị hiểu. Và cái giờ thèm cũng rất là ngang ngược. Vậy thì có bao giờ em bộc bạch với ảnh là trời ơi em biết cái này là nó tốt, ăn nó ổn nhưng mà em đang thèm một cái món khác và em muốn ăn một cái kiểu khác. Có không? Có cái cơ hội nào được trình bày điều đó không? Dạ em cũng có nói nhưng mà anh giải thích là ăn nhiều quá thì vô mẹ chứ không có vô con sẽ bị rạn bụng, bị béo. Tự nhưng mà không mẹ không vui thì con đâu có vui. Anh cũng mà em thấy anh cũng cởi trói cho người ta sơ sơ đi anh chứ trời. Quá, chị, cho nên bạn này là hợp tác chị. Bạn này hợp tác, vấn đề là bạn này rất là hợp tác, rất là nghe lời. Mà không biết bên trong bụng có nghe lời hay không thì không biết, nhưng mà cái thái độ là rất là nghe lời. Tại vì bên trong bụng mà nghe lời là bữa nay em có ngồi đây kể kiểu này là quên luôn rồi. Nhưng mà nói chung là sau khi tường trình với ảnh rồi thì mình cũng không có thay đổi được cục diện gì hết trơn trời. Dạ không thay đổi được cục diện. Nhưng mà trong cái quá trình mà em mang bầu như vậy, với cái sự chăm sóc của ảnh, đôi khi nó là phù hợp với em nhưng đôi khi nó lại hơi đi lệch hướng so với lại những cái sở thích của em. Thì có xảy ra mâu thuẫn không? Dạ không chị. Có nghĩa là em thuận lòng luôn vậy? Thuận lòng luôn. Nhưng mà có những cái cơn nào em cảm thấy mình cũng hơi ức chế chút không? Dạ cũng có. Rồi lúc đó em làm gì? Xử lý nó bằng cách nào? Cau có ra mặt luôn. Nhưng mà rồi thôi chứ không có thay đổi được gì hết. Tức là hoàn toàn là phải nghe theo lời của ảnh. Dạ. Và nó không có một chút gì gọi là của cá nhân em hết. Cá nhân thì cũng có nhưng mà ảnh phải nói là đúng thì mới được. Tốt thì đương nhiên là coi như mình tin vào sự trưởng thành của ảnh đi rồi, tốt chắc chắn rồi. Nhưng mà có bao giờ ảnh quan tâm đến cái tiếp nhận của em, tức là em có thích cái này không? Dạ em không thích thì ảnh sẽ coi cái mức độ không thích đó nó có tốt hay không, nó có quá lớn hay không. Nếu mà nó không tốt ít thì anh sẽ cho em làm. Chị nhận ra một chuyện thôi, có nghĩa là bạn ấy bị yếu thế, bị yếu lý. Thực ra nếu như mà nói rằng là ảnh có làm sai không thì em sẽ tự trả lời em thấy là ảnh không có làm sai, ảnh làm đúng và ảnh chủ động lựa chọn những cái
nó tốt cho em. Nhưng mà dạ, thực ra thì vẫn có những cái thứ mà nó tốt nhưng nó không phải là cái em thích. Có điều là tại vì ảnh đã chọn đúng rồi, tại vì ảnh cũng có lớn hơn, tự bộc ra một cái câu ban nãy mà ảnh lớn hơn em. Chính cái vị thế đó nó cũng tạo ra một cái gọi là một cái ám thị nhất định để em dọn dẹp bản thân luôn. Coi như cái này là mình thích, nhưng mà nếu như nó nhận một cái sự phản ứng không có đồng thuận từ chồng thì thôi coi như mình kệ nó đi, tức là bạn đã tự dọn dẹp chính mình. Mà nó khó lắm nha chị, em không có ngán đúng không? Dạ, em không có ngán. Đúng, phải đó, thấy chưa? Đi. Em không ngán cho nên là em mới có thể làm được những cái điều mà bản thân em không thích. Nhưng em vẫn phải làm theo cái sở thích và cái kiến thức của người khác. Chứ còn gặp những bạn mà ngán thì chị xin lỗi, bây giờ mà có không cho em ăn em cũng lén em đi ăn hả? Cái người phụ nữ mà cái khi mà đã tới cái cơn của họ rồi, lúc mà họ có bầu á, là không có cái gì mà cản được hết. Và thật sự ra nó vẫn nằm ở trong cái gọi là phạm vi cho phép của bác sĩ. Tại vì khi ngày xưa khi mà chị có bầu, bác sĩ vẫn nói là con thích gì con cứ ăn, con thèm gì con cứ ăn, chứ con đừng có mà cứng nhắc quá. Thì nhiều khi á, em bé ở trong bụng nó cũng khó chịu lắm. Tại vì mình phải thoải mái, cơ bản là bà bầu là phải thoải mái thì em bé nó mới vui vẻ và nó phát triển mới tốt đó. Cho nên rõ ràng là bạn này không ngán nên đó, em nói em cứng là cứng từ hồi nãy, cứng cứng cái chỗ đó đấy. Nó có nhiều cái gọi là có nhiều yếu tố cùng một lúc xuất hiện. Bạn này không ngán nè, ông xã bạn này đã chủ động chọn những cái đúng nè, rồi trong cái mối quan hệ giữa hai người ngoài cái câu chuyện đúng đồng thuận, rồi thêm một cái nữa đó là cái giống như cái khoảng cách lứa tuổi nó làm cho bạn này trở nên yếu thế nếu như bạn này đấu tranh. Cho nên tất cả mọi chuyện thì thôi cứ xuôi theo dòng nước mà mình chảy thôi. Rồi thôi chúng ta chuyển tới cái giai đoạn đi xanh đi nè. Lúc đó em có một cái sở thích là em đi beach club đó chị. Trước khi xanh một tuần là em còn rủ bạn em đi beach club chơi nữa. Vậy trong quá trình mang thai có đi không? Dạ có. Rồi có bị cản không? Không chị. Ông chồng cũng vui ha. Ông chồng cũng thích nhạc sập sình. Mẹ em ngồi ở ngoài trời chứ không có vô trong, cũng sợ ảnh hưởng đến con. Bạn em say xỉn còn chở bạn em về nhà bình thường. Nói chung là trong cái thời gian mang thai em rất là khỏe. Vậy là bạn này là quá may mắn. Đi sanh thì là em sanh cực kỳ nhanh luôn chị. 11 giờ em đau bụng thì 1 giờ sáng em sanh được. Cái lúc mà em thông báo với chồng em là em đau bụng thì ảnh ngủ trước em rồi. Tại vì mẹ bầu là đâu có ngủ được, gần sanh là mình không có ngủ được. Ảnh còn kêu em, thôi ngủ đi, sáng mai rồi hãy đi. Tại vì còn 10 ngày nữa mới tới ngày sinh. Ngày mai còn chưa đẻ được đâu em. Còn chưa đẻ được đâu em. À, có nghĩa là cái việc ngủ của anh không phải là cái biểu hiện vô tâm như một số anh chồng trước đây mà mình đã được nghe tả, mà là có kiến thức. Đúng, anh ngủ vì anh có kiến thức. Anh ngủ vì anh có kiến thức. Là 10 ngày nữa mới tới ngày dự sinh. Dạ, cho nên đây rồi. Là những cái cơn mà thực ra chưa đẻ được đâu. Ta nói biển học là mênh mông, kiến thức là vô tận. Anh nghĩ là anh biết hết rồi hả? Đâu có đâu. 10 ngày nữa thì 10 ngày nữa chứ. Đẻ thì cũng đẻ thôi à. Đẻ thì cũng đẻ thôi à. Xin lỗi các anh chồng mà. Tới giờ đẻ là phải đẻ. Đẻ chờ đợi gì được hết trơn trời. Rồi sao? Nhưng mà em thì cũng có đọc sách báo hỏi bạn bè thì là đau nhiều, gò nhiều lên thì nó mới đi đẻ. Em cũng nghe lời em nằm xuống, em ngủ nhưng mà đâu có ngủ được đâu. Nó đau quá, đau liên tục luôn á chị. Em nói không được rồi, cái này là phải đi liền, nó sắp ra rồi. Đi vô thì khoảng 20 phút sau là em sinh. Em sinh rất là nhanh luôn. Em may mắn là em sinh con rất là nhanh. Như vậy thì lúc mà anh kêu thôi ngủ tiếp đi, 10 ngày nữa mới sinh mà, thì nhưng mà mình vẫn cương quyết là anh không có được, phải đi. Thì ổng thức dậy, ổng có dạ ổng bất ngờ có, chị. Ông có càm ràm dạ không ạ. Lần đầu tiên mà em nói là được chính kiến của em. Dạ, anh ơi đúng vậy đi, đẻ em tới đẻ rồi, anh đừng có theo cái kiến thức của anh nữa. Dạ thì anh nghe là anh biết em là cái cơ thể của em như thế nào thì em rõ. Thì em kêu đi đẻ ảnh quýnh quán lắm chị. Ảnh còn hỏi là bây giờ đi xe máy hay là đi ô tô hay là gọi taxi. Tôi đi vừa lòng dễ sợ thưa quý vị. Cũng đã phải đến một cái giai đoạn mà người đàn ông đó phải hiểu thế nào là sự bất ngờ, thế nào là sự lúng túng, thế nào là rồi. Cái việc mà mình không thể xếp đặt cái gì được nữa hết. Trời ơi công nhận. Dạ đến nỗi mà anh hỏi em là mang giày nào, giày hay dép. Quýnh quán là anh không biết làm sao hết, đưa vợ đi đẻ. Và vô trong đó thì mình sinh cũng rất là nhanh. Dạ, vậy là mình sinh thường hay là mình sinh em một? Sinh thường. Và cái chuyện mà sinh thường ảnh cũng quyết định luôn nha chị. Vì sao? Vì ảnh tin là em làm được điều đó, hay là ảnh cho rằng là sinh thường, cứ sinh thường là sẽ tốt cho con, hay là như thế nào? Ảnh vừa tin là em làm được chuyện đó và ảnh vừa có kiến thức là sinh thường sẽ tốt cho cả mẹ và bé. Sanh bé thứ hai thì như thế nào? Có một cái gì đó nó khác hơn? Dạ nó cũng y như vậy á chị. Trời, bà này cũng nhẹ nhàng, cũng gọn, cũng nhẹ nhàng, cũng nhanh chóng như dạ, vậy. Dạ đúng rồi. Nhưng mà có sinh trước 10 ngày nữa không? Dạ có. Cũng sinh trước 10 ngày. Dạ. Đoạn này đập đập vậy có còn kêu thôi ráng đi ngày mai nó hay đi đẻ dạ, không chị? Ảnh kêu em là đó chứ. Ảnh kêu em là thôi đi vô bệnh viện luôn. Nhưng mà lần này thì em không đi chị. Em nằm nhà em đợi. Tại sao? Tại vì nó không có gò nhiều, nó không có liên tục, nó không có dữ dội, cho nên là em ở nhà em đợi. Cái mình nghĩ là nó chưa. Dạ à. Nó chưa mà là nó chưa thiệt chị. À em đợi tới bao lâu? Dạ 9 giờ tối em đau bụng thì em nằm đến sáng. Em không có ngủ được. Tại lâu lâu nó đau lên một cái là em không có ngủ được. Sáng em còn
cho con em ăn. 9 giờ em mới ra khỏi nhà, chỉ coi là có ý định đi khám thôi chứ chưa có ý định là đi sanh nữa. Xong rồi bác sĩ khám và bắt nhập viện luôn. Cái câu chuyện sau khi mà xuất viện nó mới là một cái câu chuyện dài. Một mình em phải chăm con, hai đứa, nó cũng khá là vất vả và tuổi thân. Những cái việc mà chăm con thì tự mình phải làm hết. Tại vì chồng em thì đi làm suốt ngày, không có thời gian để mà phụ vợ chăm con. Thì tất tần tật dọn nhà hay là chăm con, các thứ đều em tự phải một mình làm hết. Cho nên là em cảm thấy là cô đơn với lại tuổi thân á. Có những cái cơn trầm cảm á mà nguyên nhân nó mơ hồ. Nó mơ hồ là tại vì nào không phải làm gì hết trơn, chỉ có nằm với con thôi vẫn cảm thấy căng thẳng. Dạ. Nhưng sẽ có những cái căng thẳng mà thực ra nó không hề mơ hồ và nó càng làm cho con người ta cảm thấy mệt. Bởi vì một ngày 24 giờ tôi không ngơi tay ra được. Rồi bên cạnh đó là bắt đầu mình nhớ cái khoảng thời gian mà mình được tung tăng, đã vậy cô này còn đi bi club nữa, thì nó làm cho mình cảm thấy là mình bị đánh mất tự do vì một cái ràng buộc mà cái tình mẹ con nó vẫn chưa kịp lớn. Dạ. Quá lớn đó, để mình có thể cảm thấy là nó xứng đáng cho cái câu chuyện là mình ở nhà. Thì điều này có thể nó tạo ra một cái đó, nước mắt thì chắc nhiều chứ không phải là một vài giọt đâu. Chuyện việc nhà thì em làm được, nhưng mà chăm con thì chị biết rồi, bệnh hoạn người thức đêm cho con bú. Lúc đó ai thức đêm nhiều hơn, em hay ông xã? Dạ em. Rồi ông xã thì đi một ngày về, rồi khi ảnh về thì ảnh có hỗ trợ mình trong cái việc chăm bé không? Chỉ chơi với con thôi chị, chứ ảnh không có quen chăm em bé. Là ảnh không làm hay là ảnh làm không được hay là ảnh không muốn làm? Anh không biết làm á chị. Anh không biết làm thì mình training lại em, mình hướng dẫn, mình đào tạo. Em cũng biết nhưng mà em không có làm. Tại vì em nghĩ là chồng em đi làm cả ngày mệt rồi. Cho nên là em có nhờ anh làm. Đó là do em mong muốn vậy thôi đúng không? Dạ, đúng. Tại vì nhân cái chuyện này thì nó có một cái ý, đó là sẽ có rất nhiều chị em phụ nữ nói là chồng tôi không có biết làm. Thì thực ra cái việc mà mấy anh không biết làm cũng không phải tội nợ gì của mấy anh. Do là lao động nó là một loại kỹ năng mà phải học thì mình mới làm được. Ví dụ quét nhà không phải ai tự nhiên lớn lên cái biết quét nhà, rửa chén, giặt đồ, dọn dẹp, thay tã cho con, tất cả đều phải được học thì mình mới có thể làm được. Thế thì trong trường hợp mà những anh chồng mà không có biết làm đó, thì các chị vợ hãy nhìn cái thiện chí của ảnh rồi nhớ đào tạo lại. Thực ra hãy đào tạo, chứ cũng không thể mình cũng không thể làm theo cái nư là tại sao anh không phụ gì em hết. Thực ra đôi khi có rất nhiều anh là muốn phụ chứ không phải là không, nhưng mà làm không có được, không có biết cách tụt cột cái tả luôn thì làm sao mà làm. Cho nên là đây cũng là một cái điều mà mình cũng nên lưu ý đó. Em lên tới cái đỉnh điểm là em bị tắc sữa đó chị. 3 ngày mà em hoàn toàn là em không có biết mình bị tắc sữa, cứ nghĩ là không biết là có cái khối u nào không, em sợ bị ung thư. Sốt luôn chị. Nhưng mà em nghĩ là em bị bệnh thôi, chứ em không nghĩ em biết là bị tắc sữa. Bữa đó là em chuẩn bị đi khám sẵn sàng hết rồi, em đi chợ thì em mới hỏi mấy cái bác mà ngoài chợ, bác có kinh nghiệm, cái bác mới nói là bị tắc sữa đó con. Bác chỉ cho cái phương pháp là chườm đá với lại là lấy lược vuốt 9 cái xuôi vậy nè chị. Thì thôi bác. Mẹo. Nhưng mà nó hết thiệt chị. Trong suốt cái quá trình mà em chăm con á, cái điều gì ở ông xã làm cho em thất vọng nhiều nhất? Ảnh không có tâm lý là chăm con vất vả, mà ảnh cũng đi làm rồi bình thường lắm chị. Anh sẽ thể hiện một cái kiểu làm thì có con thì đẻ thì chăm con thôi mà, có gì đâu phải nhăn. Có gì đâu phải nhăn. Điều này cũng dễ hiểu với một cái khoảng cách độ tuổi lớn là một ha. Cái thứ hai thì nó cũng hay diễn ra ở nam giới. Thực ra chỗ này cũng không, tôi có cảm giác tôi cứ tẩy trắng cho nam giới không ta. Nhưng mà thực ra chỗ này thì cũng có một cái cũng hơi vô tội chút, là vì các anh không có trải nghiệm. Thực ra chúng ta là người mang nặng đẻ đau, chúng ta sinh đứa trẻ ra, chúng ta cho con bú, chúng ta chăm con từng ly từng tí, chúng ta sẽ hiểu được cái mức độ vất vả nó như thế nào và nó ra làm sao. Nhưng mà thực ra nam giới thì họ lại, đây là một dạng thiệt thòi của họ đó. Họ không có thao tác trực tiếp, họ chỉ có thể hiểu một cách mơ hồ là chăm con nhỏ tức là rất bận hết. Nhưng bận kiểu gì họ không phải là người trải nghiệm, cho nên nó sẽ tạo ra sự vô tâm. Sự vô tâm đó nó có khi người ta có thêm một cái suy nghĩ thứ hai, ủa thì trên đời này ai cũng chăm con mà, phụ nữ ai cũng đẻ con mà, ủa thì phụ nữ nào đẻ con ra thì cũng nuôi con mà. Và tự nhiên họ cho rằng đó là một điều bình thường. Và những cái vất vả của phụ nữ lúc này có thể nó sẽ nhận lại cái sự thờ ơ của nam giới. Vì nam giới cho rằng là đó là cái chuyện giống như cơm ăn nước uống hàng ngày, đẻ con ra thì phải chăm hết và chạnh lòng, đúng không? Dạ đúng rồi. Tôi cảm giác đây là một cô gái mà cô đã mặc định ở trong đầu rằng là chồng cái gì cũng chồng đúng, lớn tuổi hơn, cho nên là những cái gì chồng nói là đều đúng hết. Đúng rồi. Và cổ không có một cái sự không dám phản kháng. Em có nghĩ đó là được một điều may mắn không? Em có nghĩ rằng là chính cái phản ứng này của Trinh là một điều may mắn cho Trinh không? Với một người cá tính như em thì em không có... đâu em. Đúng. Trời long đất lở sớm lắm. Đúng rồi chị. Tại vì hồi nãy ở trong hậu trường thì Trinh có hỏi một câu rằng là bây giờ làm sao để chồng phụ mình những cái công việc mà mình phải làm mỗi ngày. Đối với
với Trinh đó là Trinh không có phải là một người có thể nói ra được cái tiếng nói của mình. Chị không biết là do em vì quá thương, quá tôn trọng mà em không nói những cái thầm kín ở bên trong em, hay là em bị quá sợ. Lan và cả chị Tô Nha có chia sẻ rằng là em muốn cái gì là em phải nói, muốn chồng giúp mình cái đó là phải nói chồng giúp cái đó, muốn chồng mình giúp cái B là phải nói, chứ không thể nào mà để cho người ta tự hiểu là mình muốn cái gì. Em thấy chồng em làm việc vất vả, công việc của anh rất là nhiều, cho nên là em không có muốn làm rối thêm. Nếu mà em đã xác định được cái công việc chồng của mình quá vất vả, cho nên là em không có muốn ảnh phải lo lắng thêm những cái việc của gia đình, thì thôi em bỏ luôn cái suy nghĩ rằng là muốn ảnh phải phụ giúp mình. Về phần ý thức của em hiểu rằng là chồng mình rất là vất vả, và thực ra các anh cũng nên có được cái sự thông cảm như thế này từ các cái cô vợ. Nhưng cái phần tiềm thức của em á, vẫn là một cái phần rất là yếu thế. Bởi vì nếu như em không có phần tiềm thức đó, em đã không bật ra những cái tâm tư theo kiểu là chồng em cái gì cũng đúng. Em cũng không bị mặc định vô cái câu chuyện là khoảng cách độ tuổi giữa mình với chồng. Và đặc biệt một điều là em cũng sẽ không nuôi luôn một cái mong muốn rằng là làm sao để chồng phụ mình trong một vài việc của gia đình. Tất cả những điều đó nó vẫn có trong em. Nhưng cái phần ý thức của em là cái phần luôn nhắc em một điều rằng là gì? Chồng mình rất là vất vả, mình chăm con và chồng mình đang buôn ba ở bên ngoài với rất nhiều việc. Thì thôi bây giờ coi như phần ai thì người đó làm cho tốt, và mình không muốn phiền lụy tới chồng. Đó là phần ý thức. Nhưng thẳm sâu bên trong em vẫn là một cái khát khao là mình phải có một cái tiếng nói lớn hơn tí. Mình phải làm sao mà mình tác động được chồng mình chút, và mình cũng phải có một cái gì đó để ở đó mình cảm thấy là mình cũng được thể hiện. Nhưng về căn bản thì mọi thứ trong cuộc sống của em diễn ra ngay từ lúc em mang thai cho đến bây giờ em chăm con nhỏ, nó đang rất ổn. Quan hệ giữa hai bên đang rất ổn. Chồng em có thể dù có lấn án thì cái lấn án của ảnh cũng nằm trên một cái cơ sở là ảnh đang chọn những cái điều rất đúng. Đúng rồi. Và tất cả những cái điều đó nó làm, nó tạo ra một cái cô Trinh mà. Được rồi, vậy là được rồi. Thôi thì tiềm thức nó có cái gì đi chăng nữa thì thôi cũng kệ nó đi. Thực ra cuối cùng cái gì là tốt nhất ở trên đời, phù hợp nhất là tốt nhất. Một cô vợ là nữ cường nhân hay một cô vợ liễu yếu đạo tôi là tốt. Cô nào mà hạp với mình á thì nó sẽ tốt. Vậy thôi. Vậy thì giờ anh chồng nào tốt? Anh chồng mà cái gì cũng nghe vợ và cho vợ quyết định tốt, hay một anh chồng là thôi để anh tính cho, việc của em là cứ ngồi yên đó làm theo những gì anh tính. Bây giờ anh nào tốt? Anh nào mà mình cảm thấy thích ảnh á, mà nó hợp với mình thì là tốt. Chị, nhưng cái vấn đề ở đây em bị lo là không biết là có phải do em bị lo quá đáng hay không, tại vì đây là câu chuyện của Trinh. Nhưng đứng ở cái góc nhìn của em thì em bị lo một điều rằng là cái sự mâu thuẫn ở bên trong của bạn này nè. Tức là cái tiềm thức của bạn này vẫn mong muốn rằng là có cái sự hỗ trợ từ phía chồng, có cái sự quan tâm từ phía chồng một cái cách cụ thể hơn. Thì nó vô tình là đến tại một cái thời tranh nội tâm, đúng rồi, không? Đến một thời điểm nào đó mà cái mâu thuẫn đó nó lớn và cái tiềm thức của bạn nó lớn hơn cái phần ý thức của bạn, đúng rồi, lớn hơn cái ý thức của bạn thì nó sẽ xảy ra mâu thuẫn. Đúng rồi, và đó là lý do mà Trinh phải tự đối thoại nội tâm. Trinh sẽ muốn là mình sẽ là một cái người mà được nói và được dàn xếp, được tác động. Hay là Trinh cảm thấy là ok, mọi chuyện đang ổn, thì nó sẽ có sự lớn lên của một trong hai phần. Nhưng mà chị tin rằng là nếu như không có vấn đề gì, bạn Trinh sẽ có thể thỏa hiệp với tất cả những gì đang diễn ra, vì nó còn liên quan đến hai con. Đúng rồi. Thôi kệ rồi, mình vui với một ông chồng như thế này, một ông ba như thế này, là một gia đình hạnh phúc. Vậy thì thôi, những cái gì mà nó thuộc về mong cầu của mình mà mình thấy nó khó quá, thực ra nó khó quá, làm không được vậy thôi, làm không được bỏ qua. Đúng rồi. Quan trọng là bản thân em muốn cái gì. Và dĩ nhiên mình không thể nào mà mình muốn một lúc hai ba cái được. Đúng rồi. Mình phải biết chấp nhận. Em cũng nhắn gửi đến chồng em là mẹ con em rất là cảm ơn anh đã bên cạnh và hỗ trợ mẹ con em, chia sẻ và đồng hành luôn luôn thương yêu. Mà có cái là không có dành nhiều thời gian ở nhà thôi, công việc nhiều quá. Người thứ hai mẹ muốn cảm ơn là gia đình của em, chị của em lúc nào cũng ở bên cạnh, chia sẻ với em mọi lúc mọi nơi. Cơ bản là tại anh bận kiếm tiền á. Nếu như mà mình đã có sẵn một cái ông chồng mà gọi là coi như là thân tùng thân bách vẫn chả như vậy để mình, thì cứ ông chồng ở đó để mình tin tưởng như vậy. Chị xin lỗi nhưng mà mắt em bị sao á, có đang bị gì không? Dạ mắt em bị hồi đó dạ chị. Là nó bị gì á em? Bị bẩm sinh sụp mi hồi nhỏ chứ dạ. Thì có nghĩa là bên phần mắt đó thì mình có thấy đường không? Dạ mờ chị thấy bên là mắt bên trái hay bên phải vậy? Dạ mắt bên trái bị, bên phải bình thường. Là bị bẩm sinh hả, chứ dạ, không phải là tai nạn gì hết đúng không? Dạ không, bị bẩm sinh. Ok rồi, chào em ha. Ở đây thì có ekip chương trình thôi, bây giờ đầu tiên em giới thiệu họ tên, là công việc, quê quán của mình giùm chị. Dạ em tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Khanh chị. Nguyễn Tuấn Khanh. Công việc hiện tại em là điện lạnh, còn quê quán thì ở An Giang. Em sinh năm bao nhiêu Khanh? Em sinh 2001 chị. Trời, 2K1 luôn.
Trẻ quá trời trẻ luôn rồi hả? Không có bạn gái à, phải vô đây. Ừ. Sao? Ở ngoài Dạ. sao khó khăn như thế nào? Thì nói chung thì cũng khó tìm nên em mới vào đây. Ừ, được bao nhiêu bạn gái rồi? Lúc trước thì có được hai. Rồi sao chia tay em? Tại em quen ai cũng bị ta cắm sừng hết. Ừ. Rồi có rút kinh nghiệm lý do sao không? Nhiều khi mình quan tâm người ta không đủ cho nên người ta cắm sừng. Vẫn có vậy em lo lắng đầy đủ nhưng mà em cũng không biết sao người ta cắm sừng em nữa. Ừ. Rồi ok, bây giờ em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu của mình giùm chị nha. Dạ. Điểm mạnh của em thì nói chung là em vui vẻ, biết quan tâm. Điểm yếu thì nhiều khi cũng có hơi nóng tính xíu. Ừ. Nóng cỡ cỡ nào em? Thì nói chung một xíu thôi. Rồi sau đó thì cũng bình tĩnh lại mà giải quyết hết Em đang làm việc ở đâu vậy Khanh? rồi. Dạ hiện tại em đang làm ở bên Long Xuyên đó chị. Em làm Em cho ừ. tư nhân cho chủ chứ cũng có thể làm ở nhà riêng nữa. Ừ. Làm cho chủ là em nhà em ở nhà luôn không em đi thuê nhà bên chỗ đó là em mới đi làm. Dạ em ở nhà, sáng em đi chiều em về. Tại hiện tại em ở Ừ. mới nhưng mà em làm ở Long Xuyên. Em ở chung với ai? Em ở chung với mẹ, nhà chỉ có hai mẹ con thôi, em là con một. Ừ. Dạ. Rồi ba ba là ly hôn hay là sao em? Dạ ba mất chị, ba bị tai nạn giao thông mất rồi lúc trước hồi 3 năm rồi, 3 4 năm Ừ. Rồi, ok em, bây giờ em muốn tìm bạn gái như thế nào, mô tả rõ cho chị ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. rồi. Bạn gái thì nhỏ người rồi thon thon thôi rồi ngoại hình thì cũng dễ nhìn thôi, công việc thì cũng không cần học cao lắm đâu, chỉ cần yêu cầu có việc làm là được. Rồi ok em. Dạ. Rồi rồi được rồi ha, nếu mà ghi hình thì chắc lên thành phố Hồ Chí Minh quay hình được đúng không? Dạ đúng rồi chị, em có thể Rồi đi. được rồi, cảm ơn em nha. Nếu mà được chọn thì chương trình liên lạc lại cho mình em ha. Rồi cảm ơn em. Ừ, Dạ. chào em. Dạ, cảm ơn chị. Từng casting chưa ạ? Chưa. À, mình làm bên công việc gì vậy Hận? Làm công ty đóng xuất khẩu á chị. Công ty đóng xuất khẩu trái chanh mình ăn á. À, xuất khẩu chanh. Là mình làm ở đâu? Long An. Ừ. Rồi, mình chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu với lại cái đường tình duyên mình đi. Duyên có gì đâu mình chia sẻ. Không có thì cũng là chia sẻ được chứ. Thì là chưa có thì cũng phải nói ra thì mình mới biết chứ. Tình Ừ. duyên thì Ví dụ như mình không có gì chia sẻ là mình chưa yêu ai hay không ai yêu mình hay là sao? tình duyên thì em đã từng ly hôn 2 lần. Vậy mà nói không có, có quá nhiều luôn đó không? Tại vì người ta chơi Ly hôn mấy lần? 2 lần. 2 lần luôn mà ông nói không có gì chia sẻ. Rồi chia sẻ lần một như thế nào, lần hai như thế nào? Thì lần một không không hợp nhau thì chia tay, lần hai thì cũng vậy. Ủa là lý do làm sao mình ly hôn một lần là thì ấy chứ lần lần sau mình không rút kinh nghiệm hay làm sao? Tại lần sau lần đầu mình ở lần đầu thì ở có 6 7 tháng à không hợp nhau rồi chia tay, lần sau thì ở tới 7 năm à tự động bỏ đi Có con cái gì không? không chị. Ừ, không có con luôn, 7 năm mà không có con. Có bầu hơi gì Ừ. Rồi, vậy bây giờ muốn tìm một người như thế nào? chung là này thì không cần phải giàu hay là này kia, chỉ cần hợp nhau là được rồi, hiểu 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 nhau, hiểu trong công việc cho em là được rồi. Rồi bây giờ vợ bỏ đi là đã ly hôn chưa? Hay là giấy tờ sao? Em đâu có đăng ký kết hôn đâu, đi nay mấy năm rồi. Là có đăng ký kết hôn với người nào không? Hai người đó. Không chị, em còn cái em có vợ chứ em chưa đăng ký. Ủa sao kỳ vậy? Lấy người ta mà không có đăng ký kết hôn 2 lần luôn. Kỳ cục vậy. Tại Ý vì là ý ông sao á? Ông ở gì tới 7 năm mà ông không có đăng ký kết hôn nên người ta bỏ ông đi. Đúng rồi.
Phải, tại công việc em nó bấp bênh. Công việc bấp bênh mà đi lấy vợ nữa là cho nó bấp bênh hơn. Chứ còn bây giờ công việc đã ổn định chưa? Ổn định rồi chị. Ổn định là sao? Lương em tháng được nhiêu? Mua nhà chưa? Đất có Có. em? Chị đang hỏi đó, em trả lời đi. Đất có bao nhiêu? Tiền bao nhiêu? Lương bao nhiêu? Lương em tháng 15 Nhiêu? Rồi đất cát nhà cửa thì ở đâu, như thế nào? triệu. Đất thì nhà em ở xã Ninh Điền, ấp Bò Nổi. Nhà cửa thì có sẵn rồi chị. Rồi ok em, nếu mà được chọn chương trình sẽ liên lạc với mình nha. Rồi phần casting của em xong rồi đó, cảm ơn em. Chào anh ha, ở đây thì chỉ có ekip và chỗ của biên tập của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi, chứ không có ai hết. Thì mình tự tin mình chia sẻ về bản thân mình ha, họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, điểm mạnh, điểm yếu của mình ha. Tôi tên là Nguyễn Viết Lợi. Vâng, tôi sinh ngày 5 tháng 12 năm 89. Hiện tại thì Nguyễn Tiến Luật ha anh. Nguyễn Viết Luận. Viết là cây viết á, luận Rồi, là bình viết luận á. luận rồi, Nguyễn viết luận, ok. Vâng, tôi sinh ngày 5 tháng 12 năm 89. Và cái quê gốc của tôi thì ở Nam Định, nhưng mà ba mẹ tôi thì vô Bạc Liêu lâu rồi, từ năm 84 cơ. Hồi đó là chưa có tôi, tại lúc đó là khi mà sau giải phóng á, thì nhà nước nó có cái chính sách là di dời một số người dân ở miền Bắc vào miền Nam đó. Rồi mình vậy là thì mình cứ giới thiệu mình là Bạc Liêu anh ha. Vâng, tôi ở Bạc Liêu. Thì hiện tại Rồi tôi điểm đang mạnh làm điểm yếu của anh là gì? kế toán. Thì cái điểm mạnh của tôi á, là tôi không có nói chuyện những cái lời mà khó nghe, nói chuyện rất là lịch sự và tôi trung thực. Cái tôi sống có tình cảm. Còn điểm yếu của tôi là mấy cái nghệ thuật ca nhạc thì tôi không có rành. Ừ, rồi mình có sở trường, mình có tài lẻ gì không anh? Sở Tài trường lẻ của lúc anh trước thì tôi nhận. là gì? Lúc trước thì tôi có tập shuffle dance á, nhảy shuffle á, nhưng mà giờ thì cũng không có thường xuyên tập lắm. ở trên Rồi. ở trên cái trang Zalo của tôi thì tôi cũng có nhảy một vài lần đó, ở trên cái trang Zalo của tôi. Giờ cũng lâu rồi cũng bỏ rồi, bây giờ tập lại thì vẫn còn được, nhưng mà nó không có chuẩn như lúc xưa nữa. Thì cứ ví dụ như mà nếu như mà anh được lọt vào vòng trong của chương trình Mẹ Muốn Hẹn Hò thì có gì thì anh cứ tập luyện ha, tới bữa đó lên nhảy với bạn gái coi ha. Vâng, được. Rồi rồi về tình trường của anh thì như thế nào nè, anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Lúc trước thì tôi có quen hai bạn. Cái bạn đầu tiên là cái bạn hồi lớp 12 kia, hồi nó cũng năm 2006 2007 á. Tại lúc đó mình cũng chưa có Quen bao gì. lâu? Mình quen bao lâu rồi sao mình chia tay? Lúc đó thì quen trong khoảng gần 1 năm. Lúc đó gia đình tôi không có điều kiện. Với cái thứ hai lúc đó là tôi mặc dù đã thi tốt nghiệp lớp 12 rồi, nhưng mà tôi chưa thi đại học, cho nên là tôi cũng nói chung lúc đó tôi là nông dân đó, mà tôi cũng đi làm cái là phụ hồ thêm để mà lo cho gia đình, để mà lo ôn thi nữa. Lúc đó gia đình tôi cũng khó khăn. Lúc đó ba tôi thì cũng gia đình nuôi tôm cũng không thành công nữa, rồi cũng ba tôi cũng học rồi đó, Ủa mà thành hiện ra tại là mình công không việc có của điều anh ở dưới là cái gì? Nuôi tôm hả? kiện. Không, tôi làm kế toán ở công ty. Nhưng mà gia đình vẫn có vuông tôm đúng không? Vâng, nhà tôi đất nhiều cũng khoảng 2 hecta rưỡi, 25.000 m2 á. Rồi là Ba mẹ tôi thì ba còn gia khỏe. đình là nuôi tôm hả? Vâng, nuôi tôm với lại thả tôm lang, cả tôm, cua lang. Rồi ok thì anh quen cái cô đó bao lâu? Cái đó khoảng 1 năm. Các bạn nó học chung lớp 12 với tôi. Rồi sao rồi thấy nhà anh nghèo quá nên ta chơi hay sao? Không phải, lúc đó là mình cũng chủ động mình rời xa bạn ấy, tại vì nó bạn ấy cũng Mình tự đi học ti được hả? đại học ở trên Cần Thơ. Đúng rồi, cái thứ hai nữa mình cũng chưa có gì cả, còn bạn ấy thì cũng có nhiều bạn nam theo đuổi á. Cái thứ hai nữa, cái lúc đó mình cái điều kiện kinh tế mình không có, rồi là mình cũng ít có điều kiện mình gặp gỡ người ta, thành ra là cũng xa mặt cách lòng rồi, mà mình cũng chủ động rời xa bạn đó nữa, tại vì mình chưa có gì cả.
Anh Luận là anh sinh năm mấy nè? Tôi sinh năm năm tháng 12 năm 89. Rồi chị có một mối tình đó hả? Lúc sau này khoảng năm 2018 tôi cũng có quen một bạn nữa. Rồi quen bao lâu, lý do vì sao chia tay? Cái bạn đó thì ở bên Kiên Giang á, mà cái bạn đó thì làm công nhân ở trên Bình Dương cơ. Thì bạn ấy thì nói chung là cũng không có xinh lắm, nhưng mà bạn ấy làm nông dân rồi, cái suy nghĩ của bạn nó cũng hay, cái suy nghĩ của bạn nó nhiều khi cũng không có theo kịp với mình, tại vì nó hơi gọi là nó giống như là cái, mình không phải là dùng từ gì, nhưng mà nói chung là cái đẳng cấp của bạn không với tới. Tức là sao? Tức là bạn ấy không có ý chí tiến thủ, không có cải thiện mình. Vậy không, cứ dùng là bạn không có ý chí tiến thủ ha anh ha. Cái này tôi muốn nói rõ thêm cái này cái nữa. Tại vì theo tôi nghĩ là con người thì cần phải hoàn thiện mình. Ví dụ như cái việc đơn giản nhất là phụ nữ đi, ví dụ như ở hôm nay mình quét nhà như thế nào, mình cải tiến là sao cho nó sạch mà nó đỡ mất thời gian thôi chẳng hạn. Hoặc là mình nấu nướng hôm nay, ví dụ hôm nay mình tập một cái món này, ngày mai mình sẽ tập thêm một cái món khác, kiểu như thế. Tức là mỗi ngày mình sẽ tiến bộ thêm một chút, cái quan điểm của tôi là như thế. Mặc dù những cái việc rất là nhỏ hàng ngày thôi, chẳng hạn như lau nhà thì mình cũng phải cải thiện. Ý tôi là như vậy đó. Rồi ok. Rồi quen chị đó được bao lâu rồi anh chia tay? Quen khoảng đó cũng cỡ khoảng 8 tháng á. Quay 8 tháng thấy không hợp rồi chia tay. Rồi là từ 2018 tới giờ luôn hả? Là anh chưa quen ai hay sao? Thì là cuối năm 18 tới giờ là không có quen ai chưa đó. Lý do vì sao không có tìm hiểu ai? Ở dưới chẳng lẽ không có người sao? Cái chuyện này thì cũng hơi phức tạp. Tại vì như thế này, tại vì chị hai tôi sinh năm 83, mà chị hai tôi có một em bé sinh năm 2010. Thì tới nay nó cũng 13, 14 tuổi rồi. Mà tại em bé này bị thiểu năng, nó không có nói chuyện được á, nó nói chung là cái trí tuệ nó kém phát triển á. Thành ra nó cũng hơi quậy phá. Rồi giờ nói chung là ở chung với anh luôn hay sao? Ở cái nhà kế bên, cũng đất của ba mẹ tôi, nhưng mà ở nhà thì nó quậy phá, rồi nó la làng, rồi ăn uống, rồi nó giục đầu ăn đầu uống, rồi quần áo nó kia nó xô lắm, rồi nói chung là nó cũng đi vệ sinh này kia, ỉa đái này kia, nó cũng tùm lum tà la đúng không? Đúng rồi. Mà liên quan gì tới em bé đó? Tại vì cái này con của chị hai tôi, mà chị hai tôi ly hôn rồi, thành ra là ở kế bên của nhà của ba mẹ tôi thì ba mẹ tôi nuôi luôn. Tại vì chị hai tôi đi bán đồ ngoài chợ, ở nhà mình tự trồng rau cải, bầu, rồi bí đỏ, rồi bí đao này đó, rồi mình đi chợ bán, rồi ba mẹ tôi ở nhà giữ em bé cho mẹ nó kiếm tiền. Thì em bé nó cũng vậy, nói chung là cái nhận thức của nó không có. Rồi tóm lại thì sao nè, lý do vì sao anh không quen ai? Thì người ta cũng có quen một số bạn, nhưng mà người ta chê điều kiện của mình như vậy đó. Rồi ok, là bây giờ lấy anh là phải về dưới Bạc Liêu ở hả? Tại vì tôi cũng nghĩ là nên về Bạc Liêu ngay hơn. Lý do vì sao? Tại vì tôi cũng là con trai thì cũng nên ở Bạc Liêu và gần ba mẹ nó dễ hơn. Ví dụ như ba mẹ mai mốt có già yếu thì mình chăm sóc, hoặc là mình đưa đi bệnh viện hoặc như thế nào đó thì nó cũng tiện hơn. Cái thứ hai nữa, nhà tôi đất đai cũng nhiều, tới hơn 25.000 m2, thì hơn 2 hecta thì cũng cần phải có người lại chăm sóc chứ, ba tôi cũng lớn rồi. Ví dụ như là anh là người chăm sóc hay là lấy vợ về để vợ chăm sóc anh? Không, tôi phải chăm sóc chứ, cái chuyện đó là chuyện của trách nhiệm của tôi chứ, còn cái bạn kia đâu có gì. Rồi nhưng mà nói chung là lấy chồng, lấy vợ về là phải đi theo chồng đúng không? Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Còn nếu mà gia đình bên kia người ta không đồng ý thì tôi cũng phải suy nghĩ lại chứ, mình cũng chưa có quyết định là đúng hay sai. Nhưng mà nếu mà bên kia người ta có thiện chí thì tốt hơn, còn nếu không thì đành chịu. Rồi bây giờ mẫu người anh mong muốn về ngoại hình thì như thế nào nè, về công việc tuổi tác thì như thế nào nè, hay là không cần công việc luôn, ở đâu cũng được luôn? Nói chung là ở gần ở miền Tây hay là như thế nào thì mình không bận tâm nhiều lắm, công việc thì mình không bận tâm nhiều lắm, miễn sao là cũng có một cái thu nhập gì đó là được rồi. Còn cái điều quan trọng nhất mà tôi cần là phải người đó là phải nói chuyện đàng hoàng. Tính cách, cái gọi là cái tâm tính của người ta là phải đàng hoàng. Đàng hoàng đối với anh ấy, chữ đàng hoàng là như thế nào? Đàng hoàng thứ nhất là phải là một người tốt cái đã, chứ đừng có người tầm bậy tầm bạ là
những cái người là gian xảo này kia là tôi không có đồng ý. Còn cái ngoài hình thì tôi cũng không có bận tâm nhiều lắm đâu. Còn công việc thì bạn nó cũng nên có một cái khoản thu nhập gì đó, làm cái việc gì đó là được rồi. Rồi ok, bây giờ cao thấp mập ốm anh cao bao nhiêu vậy anh? Tôi cao 1m67, nặng 62kg. Bạn nó cao 1,5m trở lên là được ha. Vâng. Rồi còn điểm nào anh yêu cầu nữa không anh ơi? Vâng, tôi cũng không yêu cầu gì nhiều đâu, miễn sao mà bạn nó đồng ý ở với tôi, hoặc là nếu mà bạn nó không ở với gia đình tôi thì có thể là tôi ra riêng để ở với bạn nó cũng có được. Đất đai ra riêng được đúng không? Đúng rồi, đất tôi nhiều mà tới 2,5 hectare mà thoải mái. Rồi nói chung là ra riêng được rồi. Ok anh, thì ở đây thì chương trình đã ghi nhận tất cả những cái thông tin của anh rồi. Thì nếu như mà có người phù hợp hoặc là anh được lọt vào vòng 2 của chương trình thì sẽ có một thì bên chương trình em sẽ liên hệ lại với anh ha, để có người sẽ một biên tập sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn. Chị nhanh nha. Vâng, cảm ơn chị ạ. Cảm ơn anh. Tôi vô được rồi.